có mùi hương gì nhỉ? Là mùi của nắng hay là mùi của gió? Đó là mùi của biển. Kiểu như là mình nghe thấy mùi biển là mình sẽ biết đó là mùa hè mọi người. Mình thấy chuyến đi lần này là một chuyến đi rất đáng nhớ. Mình cũng biết nói sao nữa, nhưng mà mình muốn đi lại thêm một lần nữa. Năm sau nhất định phải làm một cuốn album 33. Vì đã sống hết phút giây với trái tim nồng say.